Trận mở màn cặp bán kết 2 giữa Nha Trang Dolphins và Hanoi Buffalo đã diễn ra tại sân nhà của đội bóng Nha Trang Dolphins, mang lại lợi thế sân nhà cho họ. Đây cũng là trận đấu duy nhất ở vòng bán kết này mà huấn luyện viên Predrag Lukic và các học trò của ông được hưởng sự cổ vũ từ khán giả thành phố Nha Trang. Trước cuộc đọ sức này, Hanoi Buffalo đã trải qua biến động lực lượng khi phải chia tay ngoại binh Anthony January vì chấn thương. Anh đã được thay thế bằng Lenny Daniel. Điều đáng chú ý là huấn luyện viên Eric Rassad của Hanoi Buffalo đã gây bất ngờ khi bổ nhiệm Trần Minh Hiếu vào đội hình xuất phát. Hiếu, người có thể chơi tốt ở vị trí tiền phong, từng là nỗi ác mộng của Dominic Tham. Tuy nhiên, sự phát triển của Dominic Tham từ mùa giải trước đã làm nên sự khác biệt. Anh đã mở rộng phạm vi hoạt động và trình diễn những kỹ năng mới, sự linh hoạt hơn trong trò chơi của mình. Sự kết hợp giữa Tham và Madarius Gibb đã giúp Nha Trang Dolphins bắt đầu mạnh mẽ và dẫn trước Hanoi Buffalo với tỷ số 25-17 ở hiệp đầu tiên. Trong hiệp thứ hai, Dominic Tham tiếp tục thể hiện sự xuất sắc và gây khó khăn cho hàng thủ của Hanoi Buffalo. Nha Trang Dolphins nhanh chóng tạo khoảng cách 10 điểm với tỷ số 29-19. Mặc dù tân binh Lenny Daniel của Hanoi Buffalo vẫn chưa hoàn toàn thích nghi, nhưng các cầu thủ Nha Trang Dolphins tiếp tục làm khó đối thủ. Ngay khi tài năng trẻ Nguyễn Huy Hoàng của Hanoi Buffalo tỏa sáng, đội bóng này mới có dấu hiệu tỉnh táo và bắt đầu tìm cách gỡ hòa. Trở lại sau giờ nghỉ, Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục mang lại nguồn năng lượng tích cực trên hàng công cho Hanoi Buffalo. Cùng với đó, Lenny Daniel cũng bắt đầu tìm thấy đường vào rổ đối phương. Sự nổi bật của hai tay ném này giúp Hanoi Buffalo thu hẹp cách biệt xuống còn 40-48. Tuy nhiên, Madarius Gibb, ngôi sao có kinh nghiệm từ giải VBA, đã nhanh chóng đứng lên để dập tắt những dấu hiệu chống trả từ đối thủ. Những pha bứt tốc và những đường kiến tạo điệu nghệ của hậu vệ này đã giúp đội chủ nhà lấy lại ưu thế. Ở phút thứ 9, Nha Trang Dolphins đã tạo khoảng cách lên đến 20 điểm với tỷ số 61-41. Nhờ lợi thế này, Nha Trang Dolphins có vẻ như đã nắm trong tay một tấm vé vào trận chung kết khi họ bỏ xa đội khách ở hiệp cuối với tỷ số 66-43. Dù Hanoi Buffalo đã cố gắng hết sức trong hiệp cuối và huấn luyện viên Eric Rassad tung ra nhiều nhân tố mới như Nguyễn Tiến Dương và Đinh Toàn Quốc, tuy nhiên, mặt trận tấn công của họ vẫn không thể thoát khỏi không khí ảm đạm. Khi chỉ còn hơn một phút trước khi kết thúc trận đấu, khoảng cách giữa hai đội vẫn là hơn 20 điểm với tỷ số 83-61. Điều này khiến cho cả hai đội quyết định rút các trụ cột và để các cầu thủ dự bị tham gia trận đấu. Cuối cùng, sau 40 phút kiểm soát hoàn toàn và có lúc dẫn trước đến 25 điểm, Nha Trang Dolphins đã giành chiến thắng thuyết phục trước Hanoi Buffalo với tỷ số 85-61.